Kiwi có thể giải thích cho anh cái hành trình từ lúc mà Kiwi ra trường tới lúc mà bắt đầu manage Suboi. Lúc mà em ra trường á là em đã biết Su rồi. Em biết Su lần em gặp Su lần đầu tiên là năm đó là Su 19 tuổi và em 21 tuổi. Thì em có quay một cái chương trình truyền hình về hip hop cho kênh Yan TV năm 2014, khi mà em đi casting cho cái chương trình thi thi về marketing á, là người ta hỏi là ok, sau tương lai mày muốn làm cái gì? Thì em mới nói là ồ, tương lai có thể tôi muốn làm việc nhiều hơn với lại Suboi. Khoảng đầu năm 2015 thì có gặp Su và hang out với Su lại, và thấy là Su cũng đang có hơi khó khăn trong cái công việc của mình. Mới thử hang out với Su nhiều hơn rồi bắt đầu làm việc chút chút chút.